Xin chào cả nhà thân yêu đã trở lại với kênh Suy Nghiền Vlog Cuộc Sống ở Campuchia cả nhà ơi. Thì hôm nay chồng mình muốn ăn cá nướng đó cả nhà. Thì cá này mình sẽ ướp muối cả nhà, mình sẽ để về cái mình lăn vô muối đó cả nhà. Mình lăn muối xung quanh vỏ ngoài rồi cái mình nướng. Thì ở đây chồng mình mua được hai khúc, một khúc đuôi với một khúc giữa cả nhà. Vậy chồng mình mua đồ làm sẵn không cho nên mình không có, với lại không có dám mua đồ sống. Thì bây giờ mình sẽ rửa nước muối qua cái người đó nghe cả nhà, mình rửa cho nó sạch xong rồi mình sẽ lăn lại với muối bột, muối 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 bột lăn lại với muối bột xong rồi là mình nướng nó nghe cả nhà. Thì đây cả nhà, giờ mình đốt lửa than, mình đốt lửa than lên nặng một chút mình nướng cá nha cả nhà. Xay qua mình đập sả với lại lá chanh này mình nhét vô cá nha cả nhà, cho nó đỡ cái mùi tanh á, cho nó thơm cá. Ok cả nhà, hiện giờ mình để lại mình nướng này cả nhà, nó chín là nó rất là thơm nha cả nhà, tại vì nó mình có đầy đủ. Wow cả nhà ơi, hấp dẫn chưa, nó rất là thơm nha cả nhà, nó thơm cái mùi sả mùi lá chanh đó cả nhà. Ôi, không có một miếng mùi tanh luôn, không biết nướng cá luôn á cả nhà. Nhưng mà này thì nó chưa có chín luôn nha cả nhà, nó mới có khô là gió muối rồi nó cũng ấy ấy cá chút, áp áp cá chút thôi. Bây giờ mình chở một bề nữa, chút nữa mình đảo lại nữa nha cả nhà. Cá còn khá là tươi, nó chỉ chín được một chút thôi, lửa còn nhiều, nóng lắm cả nhà. Thôi mình tiếp tục nướng nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, chồng mình muốn ăn cá nướng thì cả nhà thì mua rất là đồ chua nha cả nhà, để ăn kèm với cá nướng. Thì đây là ngó sen ngâm với lại giá, còn đây là củ cải dưa leo ngâm, còn món này là cũng là ngó sen ngâm với giá luôn. Còn cái này là củ cải trắng nha cả nhà, còn cái này là dưa leo, dưa leo mà ta ngâm chua cả nhà. Món này là cũng dưa gang mà người ta giống như người ta làm cũng dưa chua luôn đó cả nhà. Chồng mình sợ con nó ăn không được món này thì nó ăn được món khác nha cả nhà, mua rất là nhiều món. Đây cả nhà, thì mình để ra đây một cái này thì hai bịch, mình để ra một bịch thôi nha cả nhà. Nó sẽ ngâm với lại cái gì à? Giá cha cha thư mà hộp ở nhà cái bên nó kêu mình. Còn đây là dưa dưa với lại củ cải nha cả nhà.
Chuẩn bị xong rồi cả nhà ơi, chuẩn bị dọn cơm thôi. Thì cả nhà ơi, sau gần cả tiếng đồng hồ mình nướng cá thì bây giờ nó cũng đã chín rồi nè cả nhà. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà cùng vào bếp. Mình xin mời cả nhà cùng vào nhà dùng cơm với gia đình mình nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Siêu Hiền Vlog từ đầu cho đến cuối. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà có một bữa cơm bên gia đình thật là ấm cúng nha cả nhà. Một buổi tối tràn đầy niềm vui. Cảm ơn cả nhà.